bạn có muốn quay lại thời học cấp 3? Chị ơi, em mệt mỏi quá, em học trong lớp mà suốt ngày bị đám con gái trong lớp soi mói. Xong nói này nói nọ, nó không phải tính cách của em mà là do ngoại hình rồi đủ mọi thứ. Mặc dù em thấy nó rất bình thường và bọn nó vẫn lôi em ra nói được. Em cũng khịa lại và cũng có một đám bạn thân cả con trai và con gái luôn khịa lại bọn kia giúp em. Nhưng nếu nó không để ý những lời nói đấy thì cũng không hẳn, nhiều lúc cũng nản, giờ phải làm sao á. Rồi em cũng sẽ không học gặp chúng nó nữa thôi mà. Rồi em sẽ không gặp chúng nó nữa thôi. Nếu mà được thì em có thể nghĩ xa xa hơn một xíu là cùng lắm. Nếu mà bây giờ em đang học cấp 3 và học lớp 10 á, thì cùng lắm là em sẽ học cùng chúng nó 3 năm. Nếu mà học lớp 11 thì 2 năm, học lớp 12 thì 1 năm, đúng không? Tức là mình nghĩ là cùng lắm là mình sẽ chỉ học cùng với chúng nó đến đoạn đấy thôi. Không phải là mãi mãi, nó không kéo dài đến mãi mãi. Mình hãy cố gắng là kiểu bỏ chúng nó ra khỏi đầu. Một ngày nào đấy thì nó cũng chả là cái gì cho cuộc đời của mình đâu ấy mà. Đúng, đúng. Nên là mình đừng lãng phí thời gian hay là năng lượng của mình cho những cái đứa như thế. Đấy thì em cố gắng là tập trung vào những cái vui vẻ hơn. Bởi vì là sau này khi mà lớn lên rồi á, chúng nó nhìn lại và chúng nó nhớ lại chuyện đấy, chúng nó sẽ tự thấy xấu hổ thôi. Mà tuổi trẻ nó không ý thức được những cái hành động của mình đâu. Nhiều cái sau này lớn lên mình nhìn lại mình sẽ thấy xấu hổ, mình sẽ thấy ngại ngùng. Còn em thì sẽ có thời gian sau này để em chứng minh được là bản thân mình có khả năng như thế nào. Có những cái đứa lúc đi học thì nó rất là tỏa sáng ấy, nó rất là tuyệt vời ấy, nó là trung tâm của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ ấy, kiểu ai cũng phải khen ngợi nó, ai cũng để ý nó, ai cũng thích nó ấy. Nhưng mà sau này ra ngoài đời mới biết được là đứa nào hơn đứa nào ấy mà. Chứ còn ngày xưa thì đi học cứ nghĩ là cái giai đoạn đấy rất là quan trọng của cuộc đời. Mình chỉ biết chỉ so sánh nhau ở cái đoạn đi học thôi, đứa nào xinh hơn, đứa nào đẹp hơn, đứa nào giỏi hơn các thứ là chỉ so sánh nhau ở cái đoạn đi học thôi, bởi vì lúc đấy mình còn đang đi học mà, mình chưa nghĩ là sau này đâu. Nhưng mà sau này khi mà mình lớn rồi, mình đi học đi làm rồi á, thì sau này mọi người lại so sánh nhau bằng công việc, bằng lương, bằng cái địa vị xã hội các thứ. Thì bây giờ nghĩ lại thì cái đoạn đi học nó chả là cái gì cả ấy. Bây giờ chị cũng rất khó để thuyết phục em, bởi vì em chưa trải qua đoạn đấy. Rất là khó thuyết phục một người mà chưa từng trải qua cái đấy, tin vào nó hay là kiểu chờ đợi vào nó. Tại vì bây giờ mình đang mệt mỏi lắm mà cứ bảo là đừng buồn nữa, hãy vui lên, sau này nó sẽ hết thôi, ý mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nghe nó rất là xàm, nghe nó rất là kiểu vô dụng, đúng không? Nghe nó chả để làm cái mẹ gì cả. Khổ nhất là cái lúc buồn mà có đứa nó bảo đừng buồn nữa, hãy vui lên, rồi là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ổn là ổn thế nào vậy? Tao đang đau khổ mà tao cứ bảo tao ổn đi. Nhưng mà chị không làm gì được. Không làm gì được thì chỉ có thể kể với em như thế thôi. Chị chỉ có thể, tại vì bây chị không thể can thiệp vào chuyện của em được, nên là nếu mà chị có thể giúp em được cái gì đấy thì chị chỉ có thể nói bằng cái kinh nghiệm hay bằng cái trải nghiệm của một người đã từng thôi. Đấy, và chị thì cũng đã từng có một cái giai đoạn cấp 3 không vui. Không vui tại vì chị không biết được, chị không thích cái đoạn cấp 3 của chị lắm. Cấp 3 của chị thì đa phần là chỉ có chuyện yêu đương thôi, chứ còn bạn bè chị cũng chả có nhiều bạn bè. Chị chỉ có đứa bạn thân, từ mấy đứa bạn thân từ cấp 2. Chứ còn cấp 3 chị cũng chả chơi thân với ai, học cùng cả ấy. Kiểu không có thân thiết kinh khủng hay là cũng không có đi chơi bời gì cả ấy. Và chị cũng đã chán cái đoạn đấy, chị cũng kiểu mau chóng chóng qua đoạn đấy đi ấy. Thì hôm nọ một người bạn học cấp 3 của chị có rep cái story của chị, xong rồi bãi bảo là nhớ hồi cấp 3, thế hôm đấy là mình share cái ảnh mà mình mặc áo đồng phục hồi cấp 3. Lúc đấy em mặc áo đồng phục cấp 3 thì đăng lên story, xong bạn ấy bảo là nhớ hồi cấp 3 thế các thứ, xong mình phải không, tao chả nhớ gì cả. Tao chả nhớ gì cả. Tức là kiểu có mọi người thì nhớ hồi cấp 3 chứ mình có nhớ đâu. Mình không thích cái hồi cấp 3 của mình. Mình thích cái hồi mà mình bắt đầu lên đại học và mình bắt đầu kiểu cảm thấy được tự do hơn. Mình không có bị so sánh với ai cả. Cái hồi cấp 3 là cái hồi mà kiểu 40 mấy đứa cùng một lớp, đúng không? Trong một cái môi trường rất là nhỏ, nó không bao giờ tránh được cái việc so sánh nhau này, cái việc sân si này, cái việc tị nạnh này, cái việc so sánh, cái việc chê bai, cái việc cười, rồi là nói xấu, rồi là đủ thứ chuyện luôn. Em có biết được là cứ nhét nhiều người vào trong một cái phòng thì nó sẽ kiểu đẻ ra hết chuyện này đến chuyện kia không? Thì đấy, thì khi mà mình học chung với mọi người nó sẽ bị như vậy. Và nhất là khi mà ngày nào cũng gặp nhau, từ sáng đến chiều, sáng rồi lại chiều, xong hôm sau lại sáng lại chiều, là cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng như thế, tuần mới hết mẹ nó 5-6 ngày rồi. Thì kiểu gì nó chả đẻ ra chuyện. Thế nhưng mà khi mà mình lên trên này mình học ấy, thì mình nghĩ lý do mà mình thích là bởi vì cái tính cách của mình đấy. Mình là cái đứa thích tự do hơn là cái việc sân si hay là so sánh hay là phán xét gì cả. Thế là cái lúc mà mình lên đại học á, thì mình đi học ở cấp mình đi học ở trên này thì mình học Arena, thì tuần mình học qua 3 buổi thôi. Bọn mình học với nhau học có mấy tiếng à, học có 2-3 tiếng gì đấy. Học xong thì kiểu nói chung là trong lớp thì nó có đủ độ tuổi, nên là mọi người không có cái sự so sánh, không có cái sự sân si, bởi vì không có bằng tuổi nhau. Có những anh chị lớn, có những đứa nhỏ đấy, kiểu vậy. Xong rồi mình vừa đi học, mình vừa đi làm, mình cảm thấy rất là tự do và rất là thoải mái luôn. Mình chả bao giờ phải kiểu bị so sánh với ai. Mình rất ghét cái cảm giác sân si và so sánh, nên là mình không thích cái đoạn cấp 3 của mình. Mình không thích cái cảm giác kiểu mọi người cứ so sánh nhau, sân si nhau, rồi là chia bè kéo phái các thứ, là mình không thích. Nên là
Mọi người hỏi mình có muốn quay lại hồi cấp 3 không thì không. Chị giống em cấp 3 học trong lớp đúng toxic á. Còn bạn còn chia bè chia phái nói xấu nhau 3 năm trải qua đúng mệt mỏi luôn chị ạ. Ừ đấy, không phải là ai cũng phù hợp với cái môi trường mà đông đúc nhiều người như thế đâu. Ví dụ như có những người thì rất là tỏa sáng được trong cái môi trường đấy nhá. Có những cái bạn mà kiểu học cấp 3 đúng không, các bạn ấy kiểu ai cũng chơi được, ai cũng cười được, ai cũng nói được, cảm giác là kiểu hoa hậu thân thiện và kiểu cái rốn của vũ trụ ấy. Tức là đấy là những cái người mà ai cũng muốn lấy lòng, ai cũng muốn chơi cùng, ai cũng muốn tới gần đấy, là chơi được với tất cả mọi người luôn và rất là tỏa sáng. Thì các bạn đấy hay là các bạn đấy sẽ có nhóm bạn để chơi cùng đấy và rất là hòa hợp với nhau ấy, thì sau này người ta mới muốn quay lại hồi cấp 3. Chứ còn những cái người mà như mình á là không có ai muốn quay lại hồi cấp 3 hết á. Là không muốn quay lại hồi cấp 3. Cái bạn vừa comment ấy, chị quên, chị không đọc tên của em, nhưng mà em là người vừa chia sẻ với chị mà em đi học ấy, thì chị nghĩ là em sẽ giống như chị với cả giống bạn Ngọc Linh này hay là một số bạn đang comment ở đây này, là chúng ta thuộc những cái người mà không có quãng thời gian cấp 3 quá là ấn tượng và quá là tươi đẹp. Nhưng mà không sao cả, nó không phải là cả cuộc đời đâu, nó chỉ là một đoạn cấp 3 thôi, và cấp 3 nó chỉ là bao nhiêu năm cuộc đời, nó khoảng tầm 20 năm, nó 3 năm cuộc đời, 3 năm cuộc đời. Xong rồi sau đấy là mình còn đi học đại học, mình còn đi làm, yên tâm đi là mẹ sau này nó còn nhiều cơ hội lắm, nó còn nhiều người tuyệt vời đợi em để em làm bạn lắm, nó còn nhiều cơ hội để em tỏa sáng ở bên ngoài kia lắm. Em chỉ đang đứng nhầm sân khấu thôi, em chỉ đang đứng ở không đúng chỗ dành cho em thôi. Đấy thì sau này em sẽ có nhiều cơ hội hơn, cố gắng. Làm gì khi giáo viên nặng lời, thiên vị? Chị Đáng ơi, giáo viên dạy hóa của lớp em thường hay nói quát mắng mấy câu kiểu não bạn này hình như không có rồi, đầu chỉ để mọc tóc, sao rốt kém ngu thế, kiểu nó khá tổn thương ấy. Mấy lần đầu thì cả lớp còn cười được, chứ thực sự chuyện này kéo dài suốt mấy học kỳ, làm đến giờ hóa bạn nào cũng áp lực. Có mấy lần vài bạn thầy vừa đi xong là bật khóc luôn, lớp trưởng lớp em cũng phải khóc được vài lần vì những câu nói tổn thương của thầy. Em kiểu là giáo viên nào cũng buồn, bực giận học sinh khi làm sai bài, quên công thức môn của mình, nhưng như thế có hơi quá đáng phải không ạ? Nhưng các bạn học thêm nhà thầy thì thầy hầu như chưa bị thầy mắng lần nào. Trên lớp cũng ưu tiên các bạn học thêm, bản thân em cũng học thầy một thời gian nhưng sau đó nghỉ để tập trung vào các môn khác, nên em hiểu sự phân biệt đối xử của thầy lớn tới mức nào, em nên làm gì chứ, cứ thi cử lúc nào cả lớp cũng áp lực với môn của thầy, buồn lắm chứ. Nói chung là giải quyết thì chắc là nó sẽ có cách, nhưng không chắc giải quyết được. Mình nên gọi là thay đổi trong cái tâm lý của mình trước ấy. Đầu tiên là mình cứ nghĩ đơn giản là mình chỉ học có vài tháng nữa thôi là mình kết thúc rồi, năm cuối rồi. Mình cứ coi như là điếc đi vịt nghe sấm đi. Xong rồi là mình học xong là mình xong. Còn nếu mà thực sự không chịu đựng được thì giải quyết theo kiểu là ví dụ như là ở trường có confession ấy, có hòm thư góp ý mà ẩn danh á. Ví dụ như là mình dùng tin nhắn ẩn danh, mail ẩn danh các thứ gửi cho thầy để chia sẻ các thứ. Tại vì là các bạn thường rất là sợ góp ý trực tiếp vì sợ thầy ghi hay là thầy khó chịu hay là mất lòng các thứ đúng không? Thì nếu mà có thể góp ý ẩn danh được thì tốt. Còn nếu không thì chấp nhận và cố gắng vượt qua cái giai đoạn này thôi. Kiến nghị nhà trường đổi giáo viên á. Thật ra thì như thế nó cũng hơi căng, với cả nó cũng có thể là nó cũng chưa đủ lý do, với cả hoặc là tâm lý của mình là luôn cho mọi người đường lùi á, nên là nếu mà mình kiểu đẩy mọi người đến cái bước đường cùng thì mình thường không có tâm lý như thế. Đấy, ví dụ như là mình là học sinh mà trong trường hợp đấy thì mình sẽ tìm cách là góp ý ẩn danh thay vì là kiểu như là tố cáo hay là báo cáo hay là quay video lại gửi cho nhà trường để cho thầy bị kỷ luật hay gì gì, là mình luôn luôn nghĩ đến cái trường hợp là ai cũng nên có cơ hội thay đổi á, thì mình cứ làm từ nhẹ nhàng trước đi. Ví dụ như là mình làm nhẹ nhàng rồi, mình góp ý ẩn danh rồi mà vẫn không được, mà cái mức độ vẫn tăng tiến, lúc đấy mình sẽ tìm đến những cái phương án khác sau. Đúng. Còn nếu mà có thể góp ý ẩn danh được thì tốt chứ. Tại vì nhiều khi là giáo viên kiểu như là mệt mỏi áp lực hay là gì gì đấy thì sẽ khó chịu các thứ, có thể là không kiểm soát được thôi. Với cả thêm một cái nữa đấy là cái não con người là nó có một cái, không biết người ta gọi là hội chứng hay là gì nhỉ, kiểu như là thiên vị ấy. Não con người nó sẽ thiên vị đấy, là ai cũng bị luôn, chả qua là các bạn không nhận ra thôi, và người ngoài sẽ dễ nhìn vào hơn thôi. Ví dụ như là bố mẹ mà thiên vị trong gia đình, mà có bà có hai đứa con chẳng hạn, mà thiên vị một đứa thì cái sự thiên vị đấy bố mẹ sẽ nhìn không rõ ràng bằng cái người mà bị hắt hủi đâu. Cái đứa con mà không được yêu thương nhiều hơn ấy thì sẽ nhìn rõ cái sự thiên vị đấy hơn. Thì con người bao giờ cũng sẽ có cái sự thiên vị hết à, chẳng qua là kiểu mọi người không có thừa nhận thôi á. Ăn chân gà xả ớt không mà đánh răng rồi. Nhưng mà bạn cứ donate cho mình đi, mai mình ăn. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Đi xuất khẩu lao động hay học đại học trong nước? À, chị ơi, có nên xuất khẩu lao động hay học đại học trong nước á? Ui mẹ, hỏi cái câu đấy khó thế. Các bạn cứ đặt tương lai của các bạn vào tay mình là thế nào nhỉ? Đúng. Bây giờ mình bảo gì các bạn cũng nghe à? Chắc không đâu đúng không?
Mình thì mình nghĩ là các bạn lựa chọn cái gì thì các bạn chịu cái đấy thôi. Tại vì bây giờ mình nói cái gì thì cũng chỉ nói sướng mồm mình, chứ còn cái người mà sẽ chịu đựng hậu quả hay là kết quả đấy, tất cả mọi thứ là các bạn mà, chứ phải mình đâu. Nên là các bạn lựa chọn dựa trên cái mong muốn của mình, cái điều kiện hoàn cảnh của mình, ngồi suy nghĩ cho nó kỹ càng vào. Nói chung là làm cái gì nó cũng sẽ có cái hay và cái dở hết mà, cái lợi và không lợi. Ví dụ như là xuất khẩu lao động đúng không, thì mình được cái gì? Mình kiếm tiền rất là nhanh, mình kiếm tiền rất là nhanh, hoặc là mình có thể học được một cái bộ kỹ năng nào đấy. Ví dụ như là mình sang đấy mình làm một cái công việc như là kiểu làm neo hay là làm phục vụ hay làm gì đấy, thì mình cũng sẽ có cái kỹ năng mình cũng có đấy. Tức là sau khi mà mình hết 3-4 năm mình làm ở bên đấy về, mình vẫn có thể xin được việc. Nhưng mà với cái kỹ năng đấy về mình có thể thăng tiến được không? Rồi mình làm cái gì, hay là với số tiền đấy mình mở cửa hàng, mình về mình mở cửa hàng hay làm cái gì, liệu lúc đấy là cái trong đầu mình nó có đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm để mình làm hay không, hay là mình đi kiếm tiền xong về mình đốt, xong rồi mình mẹ khởi nghiệp, mình start up xong rồi mình mất hết đấy. Rồi là nếu mà mình học đại học thì sao, có thể là 2-3 năm đầu là mình nghèo rách nghèo nát, mình chưa có tiền, bạn bè nhiều đứa nó đi làm nó có tiền rồi, nhưng mà mình học hỏi được rất là nhiều thứ, có kiến thức, sau này ra mình làm. Nói chung là cái kiểu khuyên của mình là cái kiểu khuyên đi học đi, nên là nghe nó sẽ hơi nghe nó sẽ hơi kiểu mất cân bằng tí đúng không, nó không được nó không ấy lắm. Tại vì bạn mình thì mình vẫn ủng hộ cái việc đi học nên là mình mới khuyên kiểu đấy, còn bạn tự cân nhắc thôi. Ví dụ như là điều kiện gia đình, hoàn cảnh gia đình phù hợp với cái nào, chứ sao mà nói trước được. Kinh doanh phải chấp nhận rủi ro thì rõ ràng, nhưng mà người ta phải cố gắng làm sao cho rủi ro thấp nhất có thể chứ. Đúng. Lại bây giờ lại bảo là chấp nhận rủi ro xong rồi cứ kệ cái gì đến thì đến là hỏng rồi. Em dãy đành đạch với nhà để học ngành hiện tại mà giờ em thấy nó không phù hợp với em thì nên mở lời với gia đình thế nào chị ạ? Nhưng mà dựa vào đâu để biết là mình không phù hợp? Mẹ hỏi đến 10 người thì 8 người nói là em thấy chán. Mỗi chán thôi, hỏi thế thích nghề nào không biết. Không biết, nghề nào cũng chán em ạ. Nên là em suy nghĩ kỹ càng đi nhá. Suy nghĩ kỹ càng xem là lý do tại sao mình lại bắt đầu này. Rồi là nếu mình không làm cái này thì mình làm nghề nào. Tại vì là bất kỳ nghề nào nó cũng sẽ có cái khó khăn hết nha. Ví dụ, chị lấy ví dụ như là streamer đi. Thì ban đầu mọi người sẽ, nếu mà mọi người nói là đam mê về nó, thì mọi người sẽ đam mê về cái việc gì? Đam mê về cái việc là được ngồi chơi game, đam mê với cái được việc là được mọi người kiểu như là chú ý. Ví dụ đam mê được cái việc là mình đăng ảnh lên được nhiều like, mình livestream có nhiều người vào khen. Đấy là đam mê với mấy cái đấy. Thế hỏi là có chịu được cái dư luận, chịu được cái sự chỉ trích hay là cái sự mắng mỏ, mắng nhiếc không? Không. Em áp lực lắm. Xong rồi là chịu được thời gian đầu nghèo không? Không. Chịu được thời gian đầu mọi người chê bai không? Chịu được thời gian đầu view thấp không? Không. Tức là cái nghề nào nó cũng có khó khăn, em hiểu không? Đa phần là lúc mọi người bắt đầu với nó, mọi người chỉ nghĩ đến cái tốt đẹp thôi, cái khó khăn là không nghĩ đến. Thì bây giờ mà em đổi một ngành khác mà em lại không chịu được khó khăn thì em không biết em đam mê cái gì đâu, em lại đổi đấy. Em lại thay đổi, em lại muốn thay đổi đấy. Nên là suy nghĩ kỹ xem là trừ khi là em có một cái ngành nào đấy em đã đam mê nó rồi, em đã biết em thích cái ngành nào rồi, xong rồi em tìm hiểu về nó kỹ càng rồi thì thôi chị không nói. Chứ còn bây giờ ngồi không mà chỉ vì mệt mỏi thôi mà nói cái câu là đây không phải ngành em đam mê thì chị không biết là em mê cái gì luôn. Chắc là em mê ngồi không, ngồi mát ăn bát vàng, không muốn làm. Em mê được thảnh thơi, chứ em mê cái gì? Emotional damage.